10 cấm kỳ phong thủy khi mua nhà ở nếu phạm phải trẻ nghèo khó cả đời Những cấm kỳ phong thủy sau đây các gia đình nên tránh khi chọn mua nhà ở để cho cuộc sống còn được hạnh phúc và gặp nhiều may mắn tài lộc tắm tới Lựa chọn một ngôi nhà để mua nếu không hợp về phong thủy, về địa, vị trí địa lý, kiến trúc thì coi như là cuộc sống sau này của gia đình bạn sẽ gặp nhiều ảnh hưởng bất lợi Những tác hại về tinh thần, sức khỏe chính là nguyên nhân dẫn đến những tiêu hao tài lộc của gia đình vì vậy hãy tham khảo 10 điều cấm kỵ sau đây khi mua nhà ở để có những lựa chọn tốt nhất. Thứ nhất là không nên mua một ngôi nhà mà có độ trong suốt cao, có nghĩa là những ngôi nhà mà hầu như bốn mặt được lắp bằng kính. Cái này thì thường chỉ thích hợp làm những căn phòng để thư giãn sau làm việc chứ không thích hợp làm nhà ở, vì đó là sự phản chiếu ánh sáng sẽ không tương đều trong căn phòng. Lượng ánh sáng tại các căn phòng này cao làm gia tăng nhiệt độ trong các phòng và khi đó dương nhiều hơn âm. Âm dương không cân bằng hài hòa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và của các thành viên trong gia đình. Thứ hai là không nên mua nhà có hình tròn. Quan niệm xưa nay rằng trời tròn đất vuông, hình tròn có tính động di chuyển, còn hình vuông thể hiện tính lặng không di chuyển. Nơi ở bao giờ cũng cần sự ổn định, thành ngữ an cư lạc nghiệp cũng bao hàm ý nghĩa về sự ổn định vị trí địa lý như vậy. Do đó các hình phòng có hình tròn thì chỉ thích hợp làm nơi buôn bán các cửa hàng cửa hiệu mang lại sự buôn may bán đắt cho gia chủ. Thứ ba là không nên mua nhà có lửa kiến trúc xây quá nhiều góc cạnh. Những công trình được xây cầu kỳ theo nhiều góc cạnh thì thường chỉ phù hợp để làm nơi sử dụng công cộng, giúp phong tỏa luồng khí thừa vượng cho người sử dụng trong căn môi trường đó. Kiểu nhà đó không thích hợp làm không gian sinh hoạt cho cả gia đình, vì nó sẽ dẫn đến tình trạng là bí bách không thoải mái về kể cả tầm nhìn. Thứ tư là không nên mua nhà có cây có cột đèn cao đối diện ngay với cửa chính ra vào. Vì theo phong thủy thì cây có thuộc tính âm, nó sẽ ngăn cản không cho dương khí được vào nhà. Đèn đường, đèn cao áp lại có từ trường rất mạnh. Vì vậy chúng ta sẽ tạo ra một khu vực từ trường lớn xung quanh gia đình bạn sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho mọi người trong gia đình. Ngoài ra thì chúng ta cũng không được để cho cây có cây khô đối diện trước cửa nhà bởi nó ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của người già. Thứ năm nữa là không nên mua nhà ở những nơi có quá nhiều tạp âm. Ở nhà những nơi có nhiều tạp âm như là ga tàu điện sân bay hay ra tàu hỏa đều có hại cho sức khỏe vì phải nghe quá nhiều âm thanh. Âm thanh đó sẽ làm quá tải với tai, dần dần tai sẽ bình hưởng lớn thậm chí có thể dẫn đến điếc, nhẹ thì gây chấn động về tâm lý do tiếp xúc quá nhiều tiếng ồn. Thứ sáu là không nên chọn mua những căn nhà mà gần các cái cầu vượt đan xen nhau. Ở các cầu vượt đan xen nhau trên một một trên một dưới sẽ tạo ra xu thế kìm kẹp, mà ở gần những nơi như này không tốt cho vận khí và sức khỏe của con người. Không nên chọn mua nhà có con đường phía trước nhà có hình vòng cung nhưng lại hướng ra ngoài. Vì hướng này sẽ gây ra nhiều nguy hiểm cho người ở, ảnh hưởng đến vận sự đặc biệt đối với nữ giới về cuộc sống hôn nhân. Thứ 8 là không nên mua nhà ở nơi có khí thải độc. Điều này mang yếu tố trong phong thủy về sức khỏe, giúp bảo vệ cuộc sống của gia đình bạn không có sức khỏe tốt thì nhiều tiền bạc máy cũng tiêu hào vì bệnh tật vì thuốc thang thực tế cho thấy thì các gia đình gần các cái nhà máy hóa chất hay các khu công nghiệp có tỷ lệ nhiễm bệnh rất cao đặc biệt là có các loại bệnh như ung thư gây ảnh hưởng do ảnh hưởng từ nguồn nước sinh hoạt và bầu không khí ngoài ra thì cửa nhà đối diện với đồn cảnh sát hay bệnh viện nhà tang lễ cũng đều ảnh hưởng đến sự tập trung của các nguồn vượng thậm chí lại mang lại nhiều khí xấu những môi trường này cũng không tốt cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ, cho nên các vừa cặp vợ chồng trẻ thì cần hết sức lưu ý. Thứ 9 là không nên mua những ngôi nhà ở gần trạm dừng xe buýt. Vì những nơi này thì vượng khí không tốt, môi trường âm thanh ồn ào không tốt cho người ở. Nhất là ở Việt Nam mình, bến xe buýt thường là nơi xuất hiện rất nhiều kẻ xấu trộm cắp vặt, nên những nơi như thế này ảnh hưởng đến an ninh của gia đình bạn. Thứ 10 là không nên mua ngôi nhà nào mà lọt thỏm giữa những khoảng không gian bốn mặt đều là nhà cao tầng. Nếu bạn ở trong một ngôi nhà như vậy thì không có lợi, có cảm giác bức bách khó chịu. Đồng thời vận khí cũng không tốt, vì vì bị những ngôi nhà cao lớn kia đã phủ hết, nên không thể nào mà dễ dàng đi vào nhà bạn được. Những yếu tố trên đây cũng thấy giúp bạn tránh được những yếu tố phong thủy xấu khi mua nhà để có thể an cư lạc nghiệp và có được cuộc sống hạnh phúc thoải mái nhiều tài lộc.